Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang. Nội dung buổi làm việc tập trung vào việc tình hình thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý, thời gian đến Đại hội cấp huyện và tỉnh rất gần, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 35 cũng như các văn bản của Trung ương để tổ chức thành công đại hội các cấp để tiến tới đại hội lần thứ 13 của Đảng, bảo đảm mục tiêu vừa chuẩn bị tốt công tác tổ chức, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương lưu ý, báo cáo văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang cần thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên trong nhiệm kỳ mới. Công tác bố trí nhân sự phải trên tinh thần đổi mới, dân chủ, khách quan, trên cơ sở quy hoạch, lựa chọn được cán bộ có tâm, có đức, có tài.